Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Hotboy Ngô Hải Nam. Ngô Hải Nam sinh năm 1996 tại tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam. Anh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Ngô Hải Nam đã từng gây bão mạng xã hội vào tháng 8 năm 2017 sau một bức ảnh chụp lén khi đang làm PB tại một sự kiện nhưng bị nhầm là selfie. Anh chàng sinh năm 1996 này sở hữu chiều cao 1m78, nặng 69kg, đặc biệt là có gương mặt hoàn hảo đã khiến chị em phải đổ gục. Ngô Hải Nam là một diễn viên kiêm người mẫu trẻ sở hữu gương mặt đẹp trai. Anh chính là người đóng vai Tiêu Nại trong TVC quảng cáo Mất Cả Thanh Xuân Vì Hồi. Sau khi Mất Cả Thanh Xuân Vì Hồi nách vừa lắng xuống thì Ngô Hải Nam lại khiến dân tình pha sốt khi xuất hiện trong TVC mang tên Chỉ Có Thể Là Em, là phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của một tác giả Trung Quốc. Ngô Hải Nam từng theo học tại trường Đại học Giao thông Vận tải. Mới đây, Hải Nam đã tham gia vào chương trình Quý Ông Đại Chiến Mùa 2. Đồng thời, anh đã tham gia phát sóng vào tối ngày 30 tháng 3 với sự tham gia của 5 chàng trai Ngô Hải Nam, Trần Lê Đức, Trần Hữu Phát, Hoàng Lê Thành, Kê Anh Trung cùng với dàn khách mời là Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ, Mâu Thủy, Ninh Dương Lan Ngọc, Hot Girl Lan Hương, An Vi và Kerry Nguyễn đã mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Giành được ngôi vị cao nhất trong tập 1 của Quý Ông Đại Chiến, Ngô Hải Nam đã cho thấy rằng mình đã lấy được thiện cảm từ các người đẹp khi tham gia chương trình. Sau chương trình thì Hải Nam đã nhận thấy rằng mình cần phải học hỏi thêm nhiều điều ở mọi người và cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Dù ở trên sân khấu khá tự tin nhưng anh chàng vẫn còn thiếu bản lĩnh khi đứng trước đám đông. Hải Nam là một hot boy nổi tiếng Hà Thành. Anh chàng đã từng giành giải nhất của cuộc thi Miss and Mr. Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Hải Nam là diễn viên kiêm người mẫu tự do. Anh chàng đã thu hút được hàng chục nghìn lượt theo dõi ở trên mạng xã hội. Không chỉ các sao ở trong showbiz mới có được nhiều người hâm mộ mà hot boy hay hot girl của các trường đại học cũng được nhiều cư dân mạng tâm tìa. Gần đây thì cộng đồng mạng đang dồn sự chú ý tới anh chàng sinh viên của trường Đại học Giao thông Vận tải có tên là Hải Nam. Anh chàng sở hữu một gương mặt đẹp chuẩn soái ca với vóc dáng cao ráo và đặc biệt là gu thời trang biến hóa rất ấn tượng. Đặc biệt, Hải Nam là một trong những người mẫu ảnh. Anh chàng này không chỉ bảnh bao mà còn có tài ca hát, từng là thành viên của câu lạc bộ Music, ban văn nghệ của trường và tham gia các câu lạc bộ kết nối trẻ ở trên trang cá nhân Facebook của mình. Thì Hải Nam cũng đã có đăng tải một số clip khoe chất giọng ấm áp của mình. Nhìn vẻ ngoài đẹp trai, đậm chất soái ca của Hải Nam, ít ai biết rằng thì trước đây anh đã từng là một chàng thư sinh kính cận. Hải Nam cho biết, khi ở trường thì anh thường bị gọi là mọt sách, nhưng cũng chính vì thư sinh kính cận như vậy mà Hải Nam đã phát huy được sức mạnh của mình trong các hoạt động văn nghệ, nghệ thuật và đã đạt được một số thành tích nhất định. Hải Nam cho biết anh đã tìm đến bóng rổ và quyết tâm lột xác. Kết quả là bộ môn thể thao này đã giúp cho anh chàng cải thiện hơn về thể hình và từ một anh chàng mọt sách thì Hải Nam đã trở thành một hot boy khỏe khoắn, năng động, không thua kém gì các hot boy đình đám. Hải Nam và 4 lần được tỏ tình tại Tình Yêu Hoàn Mỹ, Vườn Hồng đã mở nhưng chưa chịu ai mời. Có lẽ Hải Nam sẽ cần thêm thời gian để tìm được một người bạn gái thích hợp với mình chăng? Hot boy Hà Nội Hải Nam là một trong những chàng trai đã nhận được nhiều lời tỏ tình nhất của Tình Yêu Hoàn Mỹ. Có những cô gái đã vì lời trúng tiếng sét ai tình với anh chàng mà không quản đường xá xa xôi để tìm đến với chương trình nhằm bày tỏ về tình cảm của mình với Hải Nam. Thậm chí có người còn từ chối tình cảm của hai thành viên Uni5 để chọn cho bằng được Hải Nam. Tuy nhiên, không biết có phải do chưa gặp đúng cô gái thích hợp hay không mà trải qua 4 lần tỏ tình thì Hải Nam vẫn chưa tìm được ý trung nhân để nắm tay cùng ra về. Chàng hot boy đành làm bạn với những cô gái đến tỏ tình và tiếp tục ngồi chờ thời cơ. Chớ trêu ở chỗ là khi Hải Nam gần như đã chọn được bạn nữ mà mình muốn bày tỏ thì anh chàng lại bị từ chối. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Thank you.